Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuyến thăm Trung Quốc của tướng Lương Cường mang nhiều mục đích. Ngày 12 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, ông Lương Cường và ông Tập Cận Bình bàn gì ở Bắc Kinh? Theo BBC, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Lương Cường đã hỏi kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và họ đàm với Ban Bí thư Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh. Và đây là hình bài trên BBC. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường cùng đoàn Việt Nam kéo dài từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. BBC lưu ý, một điều khác với các chuyến thăm cấp cao gần đây là báo chí Việt Nam không đưa tin rộng rãi trước và trong chuyến thăm này. Hai ngày sau khi ông Lương Cường và đoàn Việt Nam tới Trung Quốc, đêm ngày 11 tháng 10, một số báo Việt Nam mới bắt đầu đưa tin về các cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và với ông Thái Kỳ. BBC cho biết, theo truyền thông Việt Nam, tại buổi gặp ông Tập, ông Lương Cường đã nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm quán triệt và thực hiện nhận thức chung của đảng Cộng sản hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai, theo phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt và phương hướng 6 hơn. Ông Tập cũng nói, Trung Quốc xác định việc phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. BBC dẫn lời ông Lương Cường về vấn đề Biển Đông, theo đó, ông đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, hữu nghị, tập trung, giữ ổn định tình hình trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Và đây là hình ông Lương Cường hỏi kiến ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, BBC trích tin từ cổng thông tin điện tử của chính quyền thủ đô Bắc Kinh dẫn lại ông Tập nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và Việt Nam phải duy trì đường hướng chính trị chung và kiên quyết nắm bắt quan hệ Trung Việt từ góc độ chiến lược để đảm bảo quan hệ song phương tiếp tục phát triển đúng hướng. BBC trích dẫn Tân Hoa xã cho biết, tại cuộc gặp với ông Tập, ông Lương Cường nói rằng: Tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới có giá trị to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Vẫn theo BBC, chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường diễn ra trong một bối cảnh khá đặc biệt với nhiều diễn biến chính trị và xã hội nổi bật ở cả hai nước. BBC nhắc lại vụ hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị lực lượng chức năng Trung Quốc tấn công, hành hung và cướp tài sản trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Vụ việc này khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng. Tuyên bố của Việt Nam được đánh giá là mạnh mẽ và thẳng thắn hơn những lần trước nhất là đã nêu đích danh Trung Quốc. BBC tiếp tục cho biết một sự kiện đáng chú ý nữa là Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường ngày 24 tháng 6 tại Trung Quốc. Trong chuyến thăm của ông Lý Cường, hai nước dự kiến sẽ ký các thỏa thuận mới bao gồm các dự án đường sắt kết nối Việt Nam Trung Quốc và các hợp tác về thương mại nông nghiệp. BBC nhận định chuyến thăm trung quốc của ông lương cường cho thấy dưới sự lãnh đạo của ông tô lâm việt nam vẫn tiếp tục chính sách ngoại giao cây trang một mặt việt nam thắt chặt quan hệ với trung quốc qua các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động hợp tác đặc biệt là về chính trị mặt khác hà nội không quên tăng cường quan hệ với các cường quốc đối thủ của bắc kinh như mỹ pháp BBC cho biết thêm mới nhất ông tô lâm đã thăm chính thức cộng hòa pháp và nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Mỹ và Việt Nam cũng đang tăng cường mở rộng hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chuyến thăm Trung Quốc của tướng Lương Cường mang nhiều mục đích. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quá nhiều lời hứa suông của Việt Nam về nhân quyền. Ngày 11 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, HRW Việt Nam chớ hứa suông về nhân quyền. Theo VOA, ngày 10 tháng 10, tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt HRW đã đăng bài phát biểu của họ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lập luận rằng vì Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền vẫn chỉ là những lời hứa suông. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, Tổ chức theo dõi nhân quyền hoan nghênh việc Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị phê chuẩn công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Nhưng SRW nói rằng Hà Nội cần chứng minh điều này bằng cách cho phép các công đoàn lao động thực sự hoạt động độc lập với nhà nước. VOA trích bài phát biểu của SAW cho rằng việc Việt Nam hứa sẽ phê chuẩn Công ước 87 của ILO chỉ mới là bước đầu tiên. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì trong số 49 khuyến nghị không được Việt Nam chấp nhận có nhiều khuyến nghị liên quan trực tiếp đến những người bảo vệ nhân quyền. Trong đó có một số kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Tính đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam có ít nhất 171 tù nhân chính trị và ít nhất 21 người bị giam giữ vì lý do chính trị đang chờ xét xử. Tất cả đều bị truy tố vì thực thi các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa. VOA cũng cho biết, theo SRW, Việt Nam đã bác bỏ khuyến nghị sửa đổi một số điều trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, Điều 117 mang tính vi phạm nhân quyền và Điều 331 thường xuyên sử dụng để bịt miệng những người chỉ trích chính quyền. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam cũng đã bác bỏ khuyến nghị về bãi bỏ các quy định pháp luật, hạn chế quyền tự do ngôn luận và bác bỏ kiến nghị phê chuẩn công ước chống cưỡng bức mất tích. VOA dẫn thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, khi Hội đồng Nhân quyền thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư đối với Việt Nam vào ngày 27 tháng 9, chính quyền Việt Nam đã không chấp nhận khuyến nghị về việc chấm dứt ngay việc ép buộc từ bỏ đức tin và cho rằng khuyến nghị này không phản ánh thực tế ở Việt Nam. Nhưng chính quyền Việt Nam nói họ đã thuyết phục người dân tự nguyện từ bỏ tà giáo. Chính phủ không công nhận khoảng 140 tổ chức tôn giáo, nhiều tổ chức trong số đó bị chính quyền coi là tà đạo. Vẫn theo SAW, ngoài việc bị buộc phải từ bỏ đức tin, các thành viên của các nhóm tôn giáo bị chính quyền gọi là tà đạo, còn bị giám sát chặt chẽ, sách nhiễu, hăm dọa, chỉ trích công khai, hành hung, bắt giữ và bỏ tù lâu năm. Việt Nam thậm chí còn bác bỏ khuyến nghị chấm dứt mọi hành động trả thù đối với những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền, cho rằng khuyến nghị đó cũng không phản ánh thực tế ở Việt Nam, mặc dù việc trả thù đó đã được cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc xác nhận. Và đây là hình Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, ngồi ghế thứ nhất phía trước từ trái qua, tại nhóm làm việc về cơ chế xác định kỳ phổ quát tại Thụy Sĩ. VOA cho biết thêm, cuối bài phát biểu, SRW phản ánh, dấu hiệu thật sự cho thấy những cam kết cải thiện nhân quyền của Hà Nội vẫn là những lời hứa suông. SRW nói rằng, Việt Nam cũng bác bỏ mọi khuyến nghị liên quan đến khả năng thành lập một tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập phù hợp với nguyên tắc Paris. Bộ Nguyên tắc về Thiết chế Nhân quyền Quốc gia được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1993. Vẫn theo VOA, HRW kêu gọi Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền bằng cách đảm bảo công dân được hưởng đầy đủ và không bị cản trở các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa. đồng thời chấm dứt mọi hình thức quấy rối, đe dọa và trả thù những người bảo vệ nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi khi VOA đề nghị họ bình luận về bài viết của HRW. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin quá nhiều lời hứa suông của Việt Nam về nhân quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.